Nước nóng nha, phỏng chân ạ. Phỏng chân bạn đi. Hot or hot or cool. Hai người vô xin việc làm, người ta kêu làm thử nghề mà sao quậy quá đi. Làm thử chân thúi quá. Jessica. Mình phải cái đó là bài học. Yeah, professional. No professional. Định về Việt Nam. No remote. Kiện chân thúi quá hả hay sao? Alo chân thúi mà bù lên. Ok. Ok kìa. Thương lượng này, thương lượng nè. Jessica. Thương lượng kìa, thương lượng đi kìa. You à. You. Lên nail. Oh. You lên nail. You học đó, you học đó. Slow. Slow chậm lại, thôi. Chậm lại. Chậm thôi. À nước bị nóng. Hot là đau đó mà. Hot. Ủa hot là nóng mà. Hot. Hot. Ờ còn hot mới nóng. Hot là đau. Sorry manager ơi. Anh lịch no good không? Em làm. Em new. New. Chen new. Khui sầu riêng. Ôi no. No, cái này mới là máu. Cái này mới hot. Chứ làm đàng hoàng, chứ em làm đàng hoàng. Học đi, học phải đúng chứ sao kỳ á. Nè, mát nè. Nhấn nhá đồ bóp chứ giò đồ ơ. Quá trời, có dế nè, là chiều mà có đá banh hả chị? Bóp dế bự vậy mình đá với đội tuyển nào? Dạ không, đi đá, chạy bộ. Quá trời cái giò kìa. Rồi, chạy marathon á. Marathon. Cardio. Chạy marathon hả? À, marathon. Nhưng phải cô marathon. Đi làm phụ đi em. Thì mỗi đứa một chân chứ trời ơi chia tiền. Mày má tao hay gì mà mày bắt tao làm hết vậy? Mày đắt bo ai lấy? Manager, you are Lucky, Lucy hả? Lucy. Lucky là con chó phải không? Yogo là sao? Yogo phụ. Trời ơi á. Đó nè, trời ơi bể ghế luôn kìa. Trời ơi. Chết cha bể ghế. Rất lùm rồi. Rất lùm rồi. No, chơi đồ giỡn. Đền. Rồi, chủ đủ. Có tiền không đền? Rồi, thử việc như vậy là ai cho miss, you call the police. Dạ, call police. Ok. Phone. 911. Nãy police không bị đem gì, police là phá hư. Ok, police. Ok, Jessica, bắt nó đi. From Việt Nam. Nó quậy quá. Giờ làm gì? À, rửa chân, ok, rửa chân. Đúng rồi, bước đầu tiên là rửa chân. Bây giờ là tay nó làm nè.
Em biết đâu. Làm từ đầu á, từ đầu luôn. Jennifer có muốn wax long không? Wax long không? No. No. Wax bikini. No, cạo. No, wax. Wax, wax. Anh cạo với em đi đây. Wax hair, hair nut. Bikini. You wax hả? You wax you. Dạ, làm ơi, để chị làm được cái gì rồi? Dạ, đang làm chị, dạ. Dạ, làm hết đi. Dạ, đang làm. Dạ, đẹp quá, dạ cảm ơn chị. Lúc này có đi 2 ngày 1 đêm nữa không? Dạ không, em qua đây em làm rồi chị à. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Nem. Nem, Jessica. And you and Zoom Jessica. Rồi, Zoom từ a lot rồi. À, đó. A lot is left. Rồi, bên đây thử việc ngày đầu tiên. Ok, ok. Chắc chủ không cho. Chắc đâu. Chủ không cho quá. Đồ chứ cái nết dữ quá. Ở bên này người ta làm việc thân thiện. Người ta làm việc thân thiện. Trời ơi, sao mà dọc cái chân dữ vậy? Ôi, cái chân chứ đâu phải cục bột đâu. Làm móng như làm gà. Nè, muốn làm gà qua bà Liên nha. Ở đây chân. Quay vô quay méo à. Không thì mình để nhiều góc điện ảnh á. Không được hả? Gì ok. Quay ok, quay ấy. Rồi. Tắm luôn không? Tắm. Ờ, mà dữ quá. Nè, sao đờ? Sao đờ? Cởi đồ ra tắm. Sao đờ? Sao đờ? Ở đây có tắm luôn hả? Tắm luôn. Làm thử môn này coi. Okay. Có kỳ ghẻ nữa. Kỳ đất đồ nè. Sơn. Sơn rồi. Dạ. Em đưa ready rồi. Ok, là nào là xong rồi đúng không? Dạ, là okay. Finish. Dạ. Là gì? Finish đi rồi ra chủ đuổi. Tiếp rồi, mẹ. Thôi đi chứ, này giờ xin lỗi chị. Tiếp rồi dù á. Tiếp yes. Mày có tay. Bây giờ dù ướp. Nhét. Trai múa cột. So cute. Rồi hung cái đi. Bây giờ gặp chủ đi đó. Mà bữa nay ta nghi là không có được rồi. Manager. Không học nghề kiểu này manager. Khó. Làm năm về bị lay off luôn. Manager. Chắc là trai Jessica sẽ được nhận bên vì bây giờ chỉ là ở dẫn thôi. Có quá là nhiệt tình và rất là nhiều niềm vui. Cho nên mọi người hãy chờ đợi những ngày tiếp theo của Jessica để làm làm đeo nhé. Jessica, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.